Đúng không? Rồi thì đến đây. Rồi, ông được ơn gì của Chúa? Ông được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Anh chị em lên đây, đừng có kính thưa, kính bẩm, kính chào gì nữa nha. Và anh chị em chỉ kể cái ơn nào mà mới nhất, người lòng thương xót Chúa thôi, vì không có thời giờ. Và bắn gọn, trong được ơn gì của Chúa ông kể cho mọi người nghe. Kính thưa cha và công đoàn, thầy thánh con là Matthew, năm nay con 6 Matthew ạ. Thế cả Trịnh Văn Mắm ở con là ở địa phận Bùi Chu. Hôm nay con vào đây được đây thì kể cho mọi người nghe luôn. Con thì con như vậy là nghiện tôi 5-6 năm mà như vậy là được ơn Chúa. Như vậy là con đã từng bỏ được hắn rồi ạ. Và nó nghiện cái nghiện gì? Nó nghiện là ma túy á. Bây giờ mấy năm? Nghiện mất 4 năm. Vâng. Rồi, đây là lần thứ nhất là con trai của ông nghiện ma túy 4 năm. Và đây là ơn từ bỏ. Hallelujah!